Dạ vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vodio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Hôm nay thì em mới vệ sinh được gần hết cái lô loa RKB có 3 mã. Nói riêng về cái dòng bass 30 thì có 2 mã. Một mã là CC912, một mã là MX12. Còn đối với dòng bass 25 thì có mã là 910. Ở trong những video clip trước thì Minh Vũ cũng có giới thiệu và quay rất là chi tiết nội thất dòng bass 25 và dòng bass 30. Các bác nào chưa xem hình ảnh nội thất về những dòng loa này thì có thể kết nối trên Zalo của em hoặc có vào kênh xem lại những video trước. Cái dòng loa RKB này một thương hiệu rất là nổi tiếng. Nó sử dụng riêng model 99 bên CC912 là nó sử dụng bass dép của Italy dòng DMC. Còn đối với dòng bass 25 thì nó sử dụng bass của Tây Ban Nha và dép của BMC. Còn mã MX12 thì nó sử dụng bass của Đức và dép BMC của Italy. Anh em đang cứ vào xem những video trước em quay nội thất này là được rõ nét nhất, hoặc kết nối trên Zalo của em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác xem. Rất là đẹp ý. Toàn bộ cái nước sơn là đều là sơn zin hết. Đây, cái mã này thì đang vệ sinh chưa xong. Nên xong hai mã này thôi. Ta thì nó là loa bãi các bạn. Nên khi mà vận chuyển về thì không thể tránh được những cái vấn đề xước sát. Nhưng quan trọng là chúng ta cần quan tâm đến cái chất lượng bát dép. Nó đã bị làm lại hay chưa thì toàn bộ đều là zin nguyên bản. Đây là xước sát này. Cái này thì hàng bãi về không thể tránh được các bạn. Kiểu gì kiểu nó cũng bị bong, bị va đập. Nhưng mà chỉ va đập nhẹ thôi. Đấy, xước sơn nhẹ thôi. Còn bát chép thì rất là đẹp. Rất đẹp luôn các bạn. Cặp này thì là cặp xấu nhất đây. Như hôm trước em cũng nói sóng cặp xấu nhất đây. Có rất là nhiều bác hẹn chốt, nhưng mà toàn chốt kiểu cho vui mồm ấy. Hôm nay em sẽ quay lại đây, sẽ các bác xem cặp này có mức giá là 8 triệu đồng các bác nhé. Giá là thanh lý rồi. Có duy nhất một cái này là xấu nhất này. Đấy, rồi, thấy chưa? Đó. Đây. Nói chung là nó chỉ xấu đi vỏ thùng thôi. Anh nào mà chịu khó về lau ráp lại, sơn lại thì lại vẫn đẹp nhá. Em thì nói chung em rất nhiều việc. Còn bình thường như những đôi như thế này thì giá là 9 triệu rưỡi một đôi. Còn đối với con model MX12 thì giá là 10.300.000. Sang cái dòng bass 25 này thì có mức giá là 6.500.000. Dòng bass 25 này phải nói là tuyệt vời, rất là hay. Riêng cái cặp bass 25 này nếu như chúng ta chơi với không gian diện tích tầm 40 hoặc có thể là lớn hơn 40-50m², các bác chơi một cặp này thêm một quả súp 40 hoặc 50 là tuyệt vời. Chuyện âm nó ra lời con này nó siêu kinh điển, rất là hay. Anh em đã biết những cái dòng loa CAF. CAF thì có rất là nhiều mã dòng bass 25. Nhưng cái bass của dòng CAF thì không thể xếp bằng con này được. Con này từ trắng chất lượng hơn nữa nhé. Dòng CAF kia nó sử dụng từ đen. Và cái côn phíp của nó thì chất lượng nó không bằng con này. Mặc dù dòng CF thì em vẫn còn mấy mã các bác nhé.
trong cái con bát 2 năm này ấy, thì vỏ thiếc của nó là có cả đồng nguyên khối, nói chung cực kỳ chất lượng, côn mấy lớp, côn 2 lớp, nó trong nước ngoài. Đấy, nhà bác nào mà diện tích không rộng đấy thì chúng ta có thể chơi đôi bát 2 năm này cũng được, vừa nhỏ gọn lại vừa tiếng hay. Còn anh em nào rộng không gian rộng tí thì chơi đôi này thì quá ok luôn. Clip này thì em xin được ngắn gọn ở đây. Thằng cu hàng xóm kia nó hét đau hết cả đầu. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu công nghiệp phường Cộng Hòa, Sở Đỏ, Trinh Hải Dương. Bác nào gần thì có thể qua cửa hàng xem và nghe test trực tiếp nhé. Xin chào tất cả các bác.